Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ôi ngợp quá. Đeo khẩu trang là việc mà chúng ta nên làm khi đi ra ngoài, khi đi đến nơi đông người và đi đến nơi công cộng. Bởi vì đại dịch Covid-19 thì đang diễn ra phức tạp, đó là lời kêu gọi của cộng đồng cũng như là của chính phủ và chúng ta cũng nên thực hiện. Nhưng mình thì mình hay đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi đến văn phòng làm việc rồi, ở nhà thì mình sẽ gỡ khẩu trang ra. Tuy là chỉ đeo khẩu trang trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi mà mình đã cảm thấy khó chịu, thấy bứt rứt, thấy ngợp và thậm chí là cái vành tai của mình nó bị đau do cái sợi dây của khẩu trang này nè. Nhưng mà khi mình tìm hiểu và mình thấy những bài chia sẻ và những hình ảnh của những y bác sĩ, những đội ngũ y tế, những người đang chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh Covid-19 thì mình cảm thấy rất là cảm động cũng như là khâm phục, bởi vì họ không chỉ đeo khẩu trang mà họ còn đeo bảo hộ, còn đeo mũ, đeo kính và là những người trực tiếp tiếp xúc với những người bệnh hàng ngày, hàng giờ, 24/24, 24/7 với lớp khẩu trang, mà thậm chí là có những hình ảnh mà mình cảm thấy rất xúc động bởi vì những cái lớp khẩu trang nó in hằn lên gương mặt như thế này nè, rát và cũng khó chịu nữa. Nhưng mà họ đã phải hy sinh, họ đã phải xa gia đình, họ đến những nơi có người bệnh để chăm sóc và đem lại sức khỏe cũng như là sự an toàn cho cộng đồng. Một nghĩa cử rất là cao đẹp. Cho nên mình cũng đã tìm hiểu về những chương trình quyên góp, ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho những người y bác sĩ cũng như là những người chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân trong mùa đại dịch này. Và theo như tìm hiểu của mình thì mình đã có biết đến một chương trình rất hay, rất ý nghĩa và bổ ích mang tên là Điều Nhỏ Bé Vĩ Đại trên app Momo. Bởi vì là mình hay sử dụng app Momo để thanh toán cho nên là khi biết được điều này thì mình cảm thấy nó rất là dễ dàng, tiện lợi để cho chúng ta quyên góp và ủng hộ. Khi vào trang chủ của Momo thì chúng ta sẽ thấy một cái mục có tên là Điều Nhỏ Bé Vĩ Đại. Khi chúng ta bấm vào đó nó sẽ có hai chương trình ủng hộ. Một là đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai là đồng hành cùng Đại học Y Hà Nội. Bên cạnh đó cũng có một chương trình sống khỏe khác mang tên là 4.000 bước chân mỗi ngày. Mình sẽ giải thích rõ hơn về điều này. Với thao tác quyên góp thì như mình đã nói rất là tiện lợi là chúng ta sẽ sử dụng tiền trực tiếp trên ví Momo hoặc là qua heo đất Momo. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cũng như là nói rõ hơn để cho các bạn hiểu về chương trình này. Với chương trình đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì chúng ta sẽ vào Điều Nhỏ Bé Vĩ Đại, sau đó chúng ta vào mục ủng hộ Mặt trận Tổ quốc. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy tất cả những thông tin về ủng hộ, về quyên góp, các mạnh thường quân cũng như là hình ảnh của các đội ngũ y bác sĩ sẽ hiện lên một cách rõ ràng và minh bạch. Hiện tại khi mình quay video này thì đã có hơn 46.000 lượt quyên góp với hơn 870 triệu đồng trên mục tiêu là 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì ở dưới danh sách các bạn sẽ thấy là cập nhật tất cả những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã hỗ trợ với số tiền bao nhiêu, rất là rõ ràng chúng ta có thể theo dõi. Và khi chúng ta muốn quyên góp cũng đơn giản, ở phía dưới sẽ có mục quyên góp, chúng ta bấm vào đó và chọn quyên góp bằng tiền trong ví hay là quyên góp bằng heo vàng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn lời nhắn gửi hoặc là chúng ta có thể tự gửi lời nhắn gửi yêu thương của mình đến các đội ngũ y bác sĩ và chọn quyên góp, như vậy là xong. Còn với chương trình đồng hành cùng Đại học Y Hà Nội thì chương trình này sẽ không quyên góp bằng tiền mặt mà sẽ quyên góp bằng heo vàng. Chúng ta sẽ vào Điều Nhỏ Bé Vĩ Đại, sau đó chọn mục đồng hành cùng Đại học Y Hà Nội. Hiện tại thì mình đã thấy quyên góp được 877.000 trên tổng số là 6.500.000 heo vàng với hơn 260 lượt quyên góp. Tất cả những chú heo vàng được quyên góp thì Momo sẽ chuyển đổi nó thành tiền mặt, dự kiến là sẽ 1 tỷ đồng nếu như chúng ta quyên góp đủ 6.500.000 chú heo vàng. Và số tiền này đã được gửi đến Đại học Y Hà Nội. Cách thức chúng ta quyên góp thì cũng tương tự là chúng ta sẽ vào mục quyên góp, sau đó chúng ta chọn số lượng heo. Rồi thì chúng ta sẽ nhắn gửi một điều gì đó yêu thương, rồi chúng ta sẽ bấm quyên góp là chúng ta đã hoàn thành. Cho những bạn nào thắc mắc là chúng ta sẽ tìm heo vàng bằng cách nào và nuôi heo vàng bằng cách nào thì có hai cách. Ở trang chủ chúng ta sẽ có mục là heo đất Momo, chúng ta bấm vào đó để chúng ta nuôi heo bằng cách là cho heo ăn. Và cách thứ hai là đi bộ 4.000 bước chân mỗi ngày cùng với chương trình đi bộ cùng với Momo mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là một chương trình kêu gọi mọi người sẽ thách thức cũng như là nâng cao sức khỏe của mình bằng cách là đi bộ 4.000 bước chân mỗi ngày. Để tham gia thì chúng ta sẽ vào Điều Nhỏ Bé Vĩ Đại, sau đó chọn đi bộ cùng sinh viên Đại học Y Hà Nội và chọn tham gia với Momo. Sau đó chúng ta sẽ bật đếm bước chân trên điện thoại của mình thì hệ thống sẽ tự động đếm bước chân của chúng ta khi chúng ta di chuyển. Với giao diện thì chúng ta sẽ thấy là sẽ hiển thị cập nhật số bước chân của chúng ta mỗi ngày. Với 4.000 bước chân thì chúng ta sẽ đổi được một chú heo vàng. Với 500 bước chân thì chúng ta sẽ đổi được 100 gram thức ăn. 2.000 bước chân thì sẽ đổi được 200 gram thức ăn để cho heo ăn ở trong một
nuôi heo đất Momo. Với mình thì hôm nay mình đã đi bộ được 1.000 bước chân, như vậy thì mình đủ để đổi được 500 gram thức ăn và mình sẽ đi bộ nhiều hơn để đạt 4.000 bước chân. Nếu cảm thấy chương trình này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy nhớ tham gia. Thứ nhất là sẽ tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho chúng ta và còn giúp ích cho cộng đồng nữa. Khi mà chúng ta đưa tiền hay là chúng ta quyên góp cho một tổ chức hay là một cá nhân nào đó thì chúng ta sẽ thắc mắc tiền của chúng ta đi về đâu, có đúng người và đúng mục đích hay không. Theo Momo thì toàn bộ số tiền mà người dùng ủng hộ sẽ được chuyển tới Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ cho những đội ngũ y bác sĩ và những người đang làm việc trực tiếp chống dịch. Còn với heo vàng thì như mình đã nói sẽ được chuyển thành tiền mặt và sau đó gửi đến Đại học Y Hà Nội để hỗ trợ cho những sinh viên ngành y. Số tiền này cũng sẽ được đối xoáy với số lượng quyên góp trên Momo và sẽ được gửi đến bên thụ hưởng hàng tuần. Đó, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có thể quyên góp dễ dàng nè. Chúng ta vừa có thể cập nhật được số lượng cũng như là theo dõi một cách minh bạch, chính xác và rõ ràng. Đồng thời thì với chương trình Sống Khỏe, chúng ta còn có cơ hội để nhắc nhở bản thân mình là tập luyện thể dục thường xuyên cũng như là đi bộ để nâng cao sức khỏe, để có sức đề kháng chống chọi trong đại dịch Covid-19 này. Nếu như các bạn cảm thấy chương trình này hay và ý nghĩa thì các bạn cũng có thể tham gia. Đồng thời thì chia sẻ đến bạn bè cũng như là cộng đồng để có nhiều người tham gia vào chương trình này. Chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 2020 và sẽ kéo dài trong 2 tháng tùy theo tình hình dịch bệnh như thế nào nữa. Tóm lại thì bản thân của mình thấy chương trình này hay, ý nghĩa cho nên mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, bởi vì một hành động nhỏ bé của một người thì không là bao, nhưng mà nhiều hành động nhỏ bé từ cộng đồng sẽ giúp biến một điều nhỏ bé thành điều vĩ đại. Các bạn hãy nhớ tham gia nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.